Hi, chào anh em, chào em quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì trời Hà Nội mưa anh em ạ, và có 18 độ C thôi, anh em nhìn này, khá là lạnh. Và hôm nay thì anh em hãy cùng Tokyo Camera đi làm nóng không khí Hà Nội bằng một số các con game ở trên Oculus cực kỳ là hay, cực kỳ hấp dẫn anh em nhé. Và đây sẽ là clip tổng hợp những con game mà mình hay chơi ở trên Oculus Quest 2, cũng như là một số con game mà mình cảm thấy rất là hay để mà chúng ta đáng để trải nghiệm. Và cũng có thể nói là nó tập thể dục cho chúng ta khá là tốt bởi khả năng vận động rất là mạnh anh em ạ. Đấy, thì hãy cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu qua xem là những con game đó là gì anh em nhé. Bắt đầu thôi. Clip lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách để cài game lên trên chiếc Oculus Quest 2 này rồi. Nhưng mà có một số anh em sau khi cài game xong thì cũng chưa biết cách làm sao để chạy game. Đấy, thì hôm nay bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào để chạy game trước anh em nhé. Đầu tiên mình sẽ đeo kính lên và hướng dẫn anh em trực tiếp ở trên kính luôn. Ok, đầu tiên để mà vào những ứng dụng mà chúng ta cài đặt ở bên ngoài thì anh em hãy vào biểu tượng 9 dấu chấm ở góc bên dưới này, biểu tượng app này, đấy, ấn vào đây. Tiếp theo anh em hãy nhìn góc bên trên này, đấy, góc bên phải phía trên anh em có thấy cái nút sổ xuống này không? Em ấn vào đấy nhá. Xong rồi nhìn xuống dưới cùng sẽ có cái phần Unlock này này. Đấy, anh em ấn vào đấy cho mình, nó sẽ hiện lên tất cả những con game mà anh em đã cài ở trên con kính này. Đấy, thì mình đã cài đây là một số con game ở đây. Thì con game đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đấy chính là con game bóng bàn anh em ạ. Nếu như mà anh em nào mà đam mê chơi bóng bàn thì có thể là anh em sẽ thích con game này. Có thể nói nó là một cái tựa game mà cho chúng ta khả năng vận động khá là thật, và cái việc mình đánh bóng bàn này nó rất giống thật anh em ạ. Đặc biệt là các cái động tác giật cầm vợt này khá là thích tay. Thì sau đây anh em có thể xem qua mình chơi nhé. Chơi một lúc là đã nóng người rồi, và chơi một lúc đã toát hết mồ hôi ra rồi, cực kỳ phê anh em ạ. Mình chỉ cần chơi khoảng độ 25 set thôi là đã khá là thấm mệt rồi đấy. Và con game tiếp theo thì mình tin rằng là đây là một con game mà gần như làm nên thương hiệu của những con kính thực tế ảo anh em, và không thể nào mà bỏ qua được con game này. Nó cũng là một con game mà cho chúng ta khả năng vận động khá là nhiều, từ các cái động tác né này hay là chém vụt các thứ, rất là sướng tay, rất là thoải mái. Và đó chính là con game Beat Saber. Thì con game này nó vừa cho chúng ta khả năng giải trí, nó vừa giúp cho chúng ta giải trí rất là nhiều khi mà chúng ta nghe những cái bài nhạc, nghe những bài nhạc quẩy rất là sung. Thêm vào đó nữa là chúng ta còn được chém các con beat nữa, cực kỳ là phê anh em ạ. Và trải nghiệm con game này thì phải nói là phê tới nóc, phê khỏi bàn luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái tựa game mà gần đây thì mình thấy rằng là nó khá là rầm rộ, nó trở nên rầm rộ khá là nhiều bởi cái bộ môn đấy, chứ không phải là con game đấy, bởi cái bộ môn đấy, và đấy chính là bộ môn golf, hay người Việt Nam mình có gọi là chơi golf đấy. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có tựa game là mini golf. Với cái tựa game này thì anh em sẽ được vào một cái thế giới và anh em được trải qua khá là nhiều các cái map để anh em vượt qua được. Đó, anh em được đánh những cái map nó rất là khó, chúng ta phải tính toán, là phải dùng trí não khá là nhiều để mà tính toán đường đi nước bước làm sao cho nó thực sự là phù hợp nhất. Thì mình thấy đây cũng là một bộ môn thể thao và đó là khá là rèn luyện tính kiên trì của chúng ta, và mình khá là thích con game này. Mình sẽ trải nghiệm qua một chút cho anh em xem. Và con game cuối cùng đó chính là con game bowling anh em ạ. Uầy, game bowling, một cái trải nghiệm nó cũng phải nói là nó rất là thực tế. Nó chỉ khác có một chút, đấy chính là nó không được cầm cái quả bowling, không thực sự là nặng thôi. Còn việc chúng ta ném, căn chỉnh độ chính xác hay là lực ném thì vẫn rất là mạnh anh em nhá. Để mà chúng ta vận động với con game này, vận động xương cốt các thứ, rèn luyện cái sự khéo léo cũng rất là hay. Với tựa game Force VR Bowling này, mình thấy con game này cũng là một tựa game mà khá là đáng trải nghiệm. Và mình sẽ bonus thêm cho anh em một con game cuối cùng, đấy chính là tựa game Real VR Fishing. Cái tựa game này thì cũng rèn luyện sự khéo léo của chúng ta khá là nhiều, khi mà anh em phải cố gắng câu làm sao để mà được những con cá mà chúng ta mong muốn, cũng như là rèn luyện cái tính kiên trì của chúng ta, ngồi chờ cá cắn, cảm giác câu khá là thật, cũng như là cái sự khéo léo khi chúng ta kéo cần lên hay là nhả lưỡi ra để mà cho cá nó kéo bớt đi, nó đỡ bị đứt lưỡi chẳng hạn, đứt cước chẳng hạn. Đấy, khá là hay với tựa game Real VR Fishing này, để anh em có thể câu cá anh em nhá, trải qua khá là nhiều map, mua cần rồi là đi ra những cái map khác nhau ngắm cảnh,
khá là chill, một tựa game mình thấy khá là chill. Và với năm tựa game mà mình kể trên thì mình thấy rằng là nó khá là phù hợp cho chúng ta để có thể trải nghiệm tại nhà. Nếu mà nhà chúng ta có không gian một chút, anh có thể trải nghiệm chơi những tựa game đó để vận động xương cốt, đỡ phải ra ngoài, đỡ phải tiếp xúc trong cái mùa dịch này, đúng không anh em? Trong cái thời buổi dịch bệnh như bây giờ, để mà hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi ra ngoài, tiếp xúc quá là nhiều gây lây nhiễm cái thứ, thì mình thấy rằng là cái việc sử dụng kính thực tế ảo như thế này và anh em chơi game ở nhà, anh em rèn luyện ở nhà cũng là khá là hợp lý. Kể cả mua cho con cái chúng ta tập luyện cũng khá là hay, đúng không nào? Thì các bé bây giờ cũng có khá là nhiều cái tựa game để mà rèn luyện trí thông minh hay là cái tính khéo léo nữa. Nếu như mà anh em quan tâm thì mình sau này mình sẽ tổng hợp thêm cho anh em những con game như thế anh em nhé. Còn bây giờ thì hy vọng là em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Tokyo Camera một like, một sub, cũng như lại nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.